Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở dưới bến đò Cao Lãnh cả nhà. Bữa nay hai vợ chồng mình qua bên nhà anh em chơi ở bên Tiền Giang á, ở bên An Hữu á, rồi sẵn đi đường này luôn. Mình qua đò cái cầu đó, cầu Cao Lãnh đó cả nhà, chứ không phải cầu Mỹ Thuận nha, nhìn giống giống cầu Mỹ Thuận vậy đó. Mình đi đò Cao Lãnh qua bên Sa Đéc, tại vì mình đang ở bên Tiền Giang á. Còn nếu như mà mình ở Vĩnh Long thì mình không có cần đi qua đò này. Mình đi hôm nay là mình đi cánh đồng qua hướng dương cả nhà, và thấy cũng đẹp lắm. Mình đi tham quan chơi cho biết, mời cả nhà cùng xem với mình nha. Dừa nước lẹ ra mua gỏi hả? Hay vậy ta, nhiêu ly? Có lý, bự. Dừa nước này nó thơm ghê. Con bích kìa, có dừa kìa. Đã tới chỗ cánh đồng hoa hướng dương cả nhà. Chạy lại đây rồi quay đầu lại gửi xe. Mày gửi xe đi. Vô đây tham quan cả nhà. Mình thấy trên mạng để là 30.000 một cái vé vào. Uống nước nghỉ ngơi cái đi rồi mình đi dạo vòng ha. Cái có đào, cái có đào. Này ổi hồng. Này ổi hồng, cái này đào. Đào là có miếng đào. Còn ổi này hết ổi rồi. Còn ly dừa nước đó nè. Mát quá. Gió thổi tự nhiên mát rồi gặp thêm cái quạt nữa, hai ba thứ mát luôn. Đó, họ lên cái vòng tròn đó đó, chụp hình đó đó. Ở trong đây có mấy cái view chụp hình im lắm cả nhà. Cái này là xương rồng thiệt. Lên cao. Này xôi nhái. Xôi nhái này bự chà bá luôn. Wow, bên kia người ta thả con diều bự quá trời.
Qua sau nhái này thơm thiệt cả nha, cái loại sau nhái lớn này nó thơm ghê. Sau đây là cánh đồng Hương Dương. Trong đây cũng không rộng lắm cả nhà. Đó, phía ngoài sau đây là cuối cùng nè. Đó. Đằng sau đây thì trồng hướng dương. Xích đằng đó chút xíu nè, ngay cho hướng tay mình chỉ nè. Là qua sau nhái. Rồi có cái đài để đi lên chụp hình cái chỗ tròn tròn đó đó. Đó, chu vi nó chỉ có nhiêu đó thôi. Như có mấy cái hôm xây này để mình thuê mình ngủ qua đêm rồi đó. Đây mấy cái hôm xây ngay chỗ này. Nhưng mà trước là quán nước thôi. Cũng không rộng lắm. Này kiểu như mình muốn chụp hình có cái view cánh đồng hướng dương nè thì vô đây ok. Với hoa sầu nhái. Tại hướng dương ta trồng nhiều vậy nè, nó đẹp. Với bông sầu nhái đó nè. Trong đây có bốn cái view. View hướng dương nè, với view sầu nhái nè, với view ngay chỗ mấy cây xương rồng đó, với cái view ngay chỗ cái đài hoa tròn tròn trên đó đó. Bốn view. Mình đang từ đằng sau đi tới đó. Đằng sau là hướng dương. Kế tiếp là cái qua sau nhái. Xích tới trước nữa là xương rồng. Bên đây ta đang ươm cây con, không biết cây bông gì. Vì là vì thứ ba, vì trên đó là thứ tư, à còn cái chỗ bông hồng này nữa là được 5 cái view, à đằng trước đó cả nhà, điếm điếm hồi lòi ra tùm lum hết chưa, đằng trước là chỗ cái cổng hình trái tim đó nè, đó, đây nghe bông hồng với bông cúc, đây cái view nữa, đó, ngay chỗ xuân Giáp Thìn 2024 nè. Đó, ngay đó cái wheel nữa. Dưới đây nè, hoa châm ổi. Và 6-7 cái wheel được. Tính ra nhìn kỹ lại cũng được cái chục cái wheel cả nhà. Cũng ok, 30.000 à. Đó.
Rồi thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Mình xuống dưới kia mình kiếm cháo tỉ heo ăn coi có, thấy trên đây bán cháo tỉ heo cũng nhiều lắm. Mình kiếm thử rồi có thì mình quay tiếp một đoạn nữa cho cả nhà cùng xem. Còn không có thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Đây là cây cầu Hòa Khánh, qua cầu Hòa Khánh là chợ Sa Đéc cả nhà. Mà mình ở bên đây dốc cầu. Ghé ăn cháo lòng đi, tại vì cháo tỉ heo không có. Ở Sa Đéc này có chỗ cháo lòng ngon hơn nữa, nhưng mà người ta chỉ bán buổi sáng thôi. Hôm nay buổi chiều tối rồi, thì mình ăn ở chỗ này. Cháo lòng này cũng ngon lắm cả nhà, vừa ăn. Đây người ta bán 25.000 tô. Ở Vĩnh Long đó giờ mà mình chưa có đi chùa Phật Ngọc Xá Lợi cả nhà. Chùa này thì nằm kế cầu Mỹ Thuận. Sẵn về ngang thôi, ghé vô đây dạo một vòng cho biết trong đây luôn cả nhà. Tượng Phật Quan Âm ở đây rất là cao luôn cả nhà. Đang đi lên trên cái bảo tháp. Buổi tối thiếu sáng cả nhà, quay hơi mờ chút. Chùa này là kế cầu Mỹ Thuận luôn á cả nhà. Thôi mình cũng tối rồi, mình cũng về tới Vĩnh Long rồi, mình cũng xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.